Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui máy đo oxy, nồng độ oxy trong máu của hãng Durer ha. Đây là một trong những thương hiệu rất là lớn của thiết bị y tế. Và ở đây nếu mà chúng ta mua hàng chính hãng ha thì sẽ có giá niêm yết là 1.590.000. Đó. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều hàng trôi nổi nên là cô chú mình nên mua hàng chính hãng để máy được xài bền, độ tin cậy cao và được bảo hành chính hãng nha. Đây là một công ty của Đức ha, Stephanie. Rồi bây giờ mình sẽ khui máy. Thì bên trong máy sẽ có rất là nhiều hướng dẫn ha, hướng dẫn và phiếu bảo hành của chính hãng Durer nè. Các anh chị ha, mình bảo hành là 24 tháng nha. Rồi có hướng dẫn tiếng Việt nè, tiếng Anh nè. Rồi vậy bên trong máy có gì nè, mình sẽ có một cái thân máy, hai viên pin 3A và một cái cọng dây đeo. Cô chú, nếu mà như sau này hết pin thì mình nên mua pin tốt nha, tại vì cái pin khô á nó sẽ không có bị chảy pin hư máy, còn cái pin thường nếu mình ít xài mình nên lấy ra luôn, nó sẽ chảy pin hư máy rất là tiếc. Cái máy này bảo hành 2 năm chứ thật sự rất là bền. Trên thị trường thì có những dòng máy rất là rẻ, 200-300 ngàn thôi, nhưng mà cô chú anh chị mình nên mua hàng chính hãng đó, tại vì khi thiết bị y tế mình đo là mình cần độ chính xác, nếu không chính xác thì nó không có ý nghĩa gì hết nha. Mình sẽ có cái tem ở đây, tem chống hàng giả ha, hãng Durer nè. Mình kẹp mình đưa nó thắt vào. Thì Hoàng Sơn có video hướng dẫn cả nhà cách đo như thế nào cho chính xác và đơn giản. Còn ở đây thì mình chỉ khui máy để mình xem hàng chính hãng là bên trong có những gì. Cô chú anh chị thấy không? Đây là hai viên pin 3A. Mình lắp vào cũng khá dễ dàng ha. Mình đẩy tới và để lấy pin ra, rồi mình để ngay cái vị trí này, mình bật vô là xong ha. Rồi có gì thắc mắc thì bà con mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha. Chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.